ပထမအချိန်တုန်းကယုတ်အကြောင်းပြောခဲ့တယ်တို့ရာဓမ္မကြီးအကအချုပ်ဒိဗေပေါ့ရမှာကအဲ့ဒီယုတ်ထဲမှာငါလည်းမရှိဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာငါယုတ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဘာမှစီမံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးသူအကျိုးအကြောင်းနဲ့သူရွှေလျားနေတဲ့ Cũng vậy, lúc chiều ở đây dạy chúng ta về cái bài pháp liên quan đến rupa sắc pháp, ngài dạy rất là chi tiết về sắc pháp, và ngài nói rằng tóm tắt cái bài giảng lúc buổi chiều á, là ngài muốn nói điều gì? Ngài muốn nói rằng cái sắc pháp này, cái thân thể này của chúng ta, nó có bản chất không phải là tôi, tài sản của tôi, nó vô ngã. Chúng ta phải có cái nhận thức như vậy. Và phải biết cái thân thể này nó luôn vận hành theo tiến trình nhân quả, là pháp tự nhiên. Nó là bản chất đất nước lửa gió, là tứ đại mà thôi. Vì vậy khi mình có cái nhận thức như vậy, mình quán chiếu như vậy, thì mình sẽ thoát khỏi cái sự dính mắc vào cái thân thể này. Thường thường chúng ta là chấp vào tôi của tôi, đúng không? Dính mắc vào trong đó. Vì vậy khi mình hiểu như vậy, mình quán chiếu như vậy, thì mình sẽ thoát khỏi được tự do, không dính mắc vào đó, vào cái thân thể. Thì cái bài pháp lúc buổi chiều có ý nghĩa như vậy. Khu Thầy dục đi á hà thì nếp bàn ngủ lê bè mà bù đợt lù à bè ngủ lê mà chả gì nâng mà bù à bè ngủ chả gì đề nếp bàn ngủ dọc xì đề sù đà gà nàn đề á chế bà đề Thì cũng vậy, bây giờ ngài sẽ dạy chúng ta về về nama, về danh pháp, về cái citta, về tâm của chúng ta. Thì cái tâm này rất là quan trọng. Thì ngài nói rằng mình rơi vào bốn đường ác đạo, hay là mình thoát khỏi khổ đau, mình thành tựu niết bàn, cũng chính từ đâu mà ra? Cũng chính từ tâm mà ra, từ citta, từ tâm, từ nama, hay gọi là danh pháp mà ra. Khai nát ra đơn vị. Bên đó anh Thăng Tí, mọi người nghe bên sư nói không? Dạ con nghe được rồi. Rồi ok, sư tưởng. Rồi ok. Ê đó, đi nàng tây giá mà vui bà tình là sư vô gây xa mà bé lưu ở nhà gù sư yà mà lê bé lưu ở nhà gù mà sư yà bù lê sư ra nè bà tè bì đó phong mông đủ Đối với danh pháp nama, hay gọi là tâm của chúng ta đó, phần danh pháp đó, thì khi mà chúng ta sử dụng danh pháp này để chúng ta tu tập, để chúng ta quán chiếu, thì nghĩa rằng vậy đối với danh pháp, điều nào là cần tu tập và điều nào không cần tu tập, thì chúng ta cần phải hiểu được điều đó. Vậy để chúng ta hiểu được điều đó thì ngài sẽ trích trong Tam Tạng Bali, từ kinh điển, từ lời dạy của Đức Phật, để mà ngài minh chứng để chúng ta hiểu. Thì ngài sẽ kể một câu chuyện cho chúng ta. Akharavama nyaswa phaya aloha mahodada sure bhayanta Ngài kể một câu chuyện vào thời quá khứ, có một vị chính là tiền thân của Đức Bồ Tát của chúng ta. Thì tiền thân là một vị Bồ Tát, thì ngài sinh vào một đất nước là thái tử, là con của một vị vua. Thì thái tử con một vị vua thì ngài có cái tên là gì, là Mahosada. Còn cái vị vua đó, vị vua chính là cha của thái tử, Mahasada chính là gì, là Videharaja. Có tên như vậy. Eri Videharaja ông chồng đệ Mithila
sù đệ nè ngà mà mì thi là sù đệ nè ngà mà yuà đệ yuà mà yê gàn thê mà paramya a lũng em mà tàm mà gong đệ paramya yê gàn thê mà tuy sĩ giả bà đệ. Thì Đức Vua Videha Raja đang cai trị một đất nước tên là Mithila. Thì trong cái đất nước Mithila đó có một ngôi làng. Trong ngôi làng đó có một cái hồ nước rất là rộng và đẹp. Thì trong cái hồ nước đó có một cái điều đặc biệt là gì? Là xuất hiện một viên ngọc mani chiếu sáng rực rỡ tuyệt vời, gọi là vô giá đó. Có một viên ngọc nó nằm ở mặt hồ ấy. Khi ai đến cái hồ nước đó đều thấy cái viên ngọc đó xuất hiện rất là rõ ràng, rất là đẹp, giá trị. Yoa du yoa da ri ha paramya ga alun kaw mon de atwe bedu ga ma ma yu ye ba bu ba chang le so man pyet dan ten ma so lo ma yu ye ja ba bu a da ne vidihara ga za go twa pi do ye gan the ma alun kaw mon de paramya shi ni da go bayan myan ji thauk yu do mu ba phaya lo yoa du yoa da ri ga twa pi do shao ja ba de thi tai ga ngôi làng đó. Và trong ngôi làng đó có một cái hồ nước rất là rộng. Và trong hồ nước đó xuất hiện một viên ngọc mani rất là chiếu sáng, rất là đẹp, rất là giá trị. Nhưng mà tất cả những người dân ở làng đó thấy được cái viên ngọc ở hồ đó rất là như vậy. Nhưng mà người dân ở ngôi làng đó không dám lấy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà lấy thì sao? Thì sẽ bị đức vua phạt, tìm cách sẽ phạt. Vì vậy mà người dân này lại sẽ không dám lấy, mà phải làm sao? Phải đến gặp đức vua để trình báo cái sự việc tại ngôi làng của tôi có một trong các cái hồ nước đó có cái viên ngọc mani, thưa đức vua. Thì những người dân đó trình sự việc lên đức vua. Vì vậy đi ha ra ra vì nhân chi ha eri paramya gu ya yu nai ya đuê amma chi lê u gu eri yua gu tua bi thâu yu bu. Thì sau khi người dân trình báo sự việc đó lên như vậy, đức vua rất là hài lòng và rất thích thú có được cái viên ngọc mani này. Vì vậy mà đức vua sai bảo bốn vị tướng của trong cung đình, và sai bốn vị tướng đó đến để mà gì, để đến ngôi làng đó để mà lấy cái viên ngọc mani đó đem về cho đức vua. Eri amaji le u ga ywa go twa bi do eri paramya go tui de kha ma ba lâu tới lễ sửa đó giặt đủ yoa đá đi cô, ấy đi gì gan thế gà gì đi cô khắp chỗ khay mà đấy, ấy là nè yoa đủ yoa đá đi gà gì đi cô, bèn mang chỉ số khắp chỗ chả vào đấy. Rồi sau khi đức vua sai bảo bốn vị quan cận thần này đến ngôi làng đó tại bờ hồ đó, tại cái hồ nước đó để mà lấy viên ngọc mani, thì theo lệnh của đức vua thì bốn vị quan cận thần này đến ngôi làng đó và lấy cái thấy viên ngọc và tìm cách để lấy. Thì để mà lấy được viên ngọc đó, nhìn trên mặt hồ là thấy rất là rõ viên ngọc mani đang xuất hiện. Nhưng mà thì bây giờ để lấy được viên ngọc đó thì phải làm sao? Thì bốn vị quan cận thần này tìm cách là gì? Là dùng lấy gáo nước, lấy những cái cũng công cụ để mà để tạt nước bờ hồ, tạt nước hồ ra hết để mà lấy. Bởi vì nước hồ rất là sâu, vì vậy cần phải tạt hết ra để mà lấy viên ngọc đó, tạt nước rồi gọi là lấy nước ra hết để mà gì, để mà lấy ngọc, viên ngọc mani. Vì vậy mà rất là mệt. Gì gần thế mà gì đi cùng quá đây khám mà paramya cả mà xì bà bù ai luôn mà xì đây khám chả rồi đặc khám yêu chúa lưu đi cả tao gì đi bà đi để biết xì cùng bà đấy ai là nè đặc khám âm chỉ lấy u cả hết yoa du yoa đi gì đi xả bì đó. Thì gì gần thế biến thế bà số đó mò mò bám bám đấy gì gần thế của gì đi biến thế chả bà đấy. Thì bốn vị quan cận thần này cùng với tất cả người dân cùng nhau tạt nước bờ hồ và lấy hết nước bờ hồ để mà tìm viên ngọc mani. Nhưng mà khi đổ nước bờ hồ đã rút hết rồi, đã tạt nước đi hết rồi thì không còn thấy viên ngọc nữa. Rất là kỳ lạ, khi bờ hồ có nước ấy thì thấy rất là rõ viên ngọc, nhưng mà khi lấy nước đi hết rồi thì sao? Bờ hồ cạn đi, không còn nước nữa thì không còn thấy viên ngọc nữa, và không thấy viên ngọc ở đâu cả. Viên ngọc mani này nằm ở chỗ nào cũng không biết. Vì vậy mà bốn vị quan cận thần này lại sai bảo tất cả người dân, thôi bị người dân ở làng đó
nếu mà bây giờ không có một viên ngọc ấy, thì bây giờ các ngươi hãy đổ nước vào hồ lại. Thì người dân rất là cực khổ, rất là mệt mỏi, công cụ để mà là di chuyển nước, để tạt nước rồi đem nước vào, rất là mất thời gian và sao rất là mệt mỏi. ấy là gì đi của biển phi lịch đấy khá giả rồi đấy, bây giờ cái biển bị đổ bỏ là biển bà bị ấy là đấy, à mà gì đi cái tông chính tông khá gì của thâu lại tuân lại lâu bị đổ chắc đi ra đi đấy, à giang biển bao hoa đấy khá mà bây giờ mà tôi bà cháu bây giờ gì của sọt hà lịch bà đấy. Nhưng mà ngài nói rằng khi mà tất cả người dân bắt đầu đổ nước vào lại hồ ấy thì tự nhiên xuất hiện lại viên ngọc mani. Nhưng mà khi lấy hết nước ra thì sao? Thì không thấy viên ngọc mani ở hồ. Đó thì ngài nói rằng cứ như vậy liên tiếp 3 lần, 3 lần liên tiếp lấy nước ở trong hồ ra hết, rồi xong rồi đổ nước vào hồ, cứ liên tục làm 3 đợt như vậy, 3 lần như vậy, thì 4 vị quan cẩn thận rồi người dân rất là mệt mỏi và kết quả là không tìm ra được viên ngọc mani. Và rất là kỳ lạ, lúc cái bờ hồ, cái hồ nước đó có nước thì sao? Thì thấy viên ngọc mani, còn lúc mà tạt nước ra hết rồi thì sao? Thì không thấy viên ngọc mani, viên ngọc mani rất là kỳ lạ. Vì vậy mà sử dụng rất là nhiều cách nhưng mà cuối cùng không lấy được viên ngọc mani, và cuối cùng 4 vị quan cẩn thận này trở về là cung vua và tắc bạch với đức vua là chúng tôi không làm được và không lấy được cái viên ngọc mani đó, trình lên đức vua như vậy. Là nè bây giờ gì cả ê paramya ga le shi ni de ero yu lo ma ya bu da jaw mo lo alon pinya shi de phaya alon tu ta mahodara ko ai paramya ko twa yu bo ta won pe lite ba de. Thì sau khi 4 vị quan cẩn thận này sử dụng rất là nhiều cách nhưng mà cuối cùng không lấy được viên ngọc mani sáng chói ở bờ ở cái hồ nước đó, và cuối cùng đức vua mới quyết định rằng sẽ nhờ cái người con trai chính là thái tử Mahosada, là vị là một vị Bồ Tát, là tiền thân của một vị Bồ Tát. Thì và đức vua ra lệnh cho vị thái tử này đến cái ngôi làng đó và tại cái hồ nước đó để mà tìm cái viên ngọc mani sáng chói đó. Mahodara ga ai ywa go twa bi do techa chi ba de techa chi bi do san tat mu tuk khu tu lou ba de. Ai đi sáng tạo mua ba lê sô đô, ye quét tay go, ye tay bì đô, ai đi, paramia chi đê nia, tê đê ma, toa bì đô ma, tà đê kham ma, paramia y ga, ye quét tay ma, dọn ni ba đê, ai ra go, moho đa raga, di paramia ha, chi đa ro ti gia đê, da bì mê lu, di ye gang tay ma, moho bù lu. Lâu quá, có sợ trả lại bà đấy. Thì khi đức vua ra lệnh cho vị thái tử Mahosada đến ngôi làng đó để mà lấy viên ngọc mani tại cái hồ nước, tại ngôi làng đó có cái hồ nước. Thì sau khi là nhận lệnh của đức vua thì đức thái tử đến ngôi làng và tìm kiếm cái viên ngọc mani. Nhưng mà vị thái tử Mahosada rất là trí tuệ, cái cách ngài vận dụng rất là trí tuệ để mà tìm viên ngọc này rất là trí tuệ. Ngài sử dụng như thế nào? Thì khi đến bờ hồ, khi đến cái hồ nước đó, ngài thấy rất là rõ ràng cái viên ngọc nó nằm ở hồ nước. Nhưng mà để kiểm tra lại cái chắc chắn cái sự thật như vậy hay không, thì thái tử Mahosada sử dụng một cái gáo nước và cầm cái gáo nước đó đến gần cái nơi mà xuất hiện cái viên ngọc mani, tại cái điểm xuất hiện trong cái bờ hồ đó thì có một cái điểm cái nơi xuất hiện cái viên ngọc mani đó bằng cách là gì, là thái tử sử dụng một cái gáo nước và sử dụng cái gáo nước đó và để ngay chỗ cái hồ nước mà ngay chỗ cái điểm mà xuất hiện cái viên ngọc mani đó, và thấy rằng cái viên ngọc mani đó nó xuất hiện trên cái gáo nước mà đức thái tử soi, có nghĩa rằng cái viên ngọc mani đó nó không có ở hồ nước mà nó là gì, nó là cái bóng, cái viên ngọc mani, cái bóng nó chiếu xuống tại cái hồ nước đó, và nhiều người khác tưởng rằng cái viên ngọc mani nó nằm ở hồ nước. Vì vậy mà đức thái tử kiểm tra bằng cách là gì, là lấy một cái gáo nước khác để cạnh đó, để sát đó, và thấy rằng gì, thấy cái viên ngọc nó xuất hiện trong cái gáo nước đó, và thái tử phát hiện ra rằng cái viên ngọc mani có thật nhưng mà nó không nằm ở hồ nước, nó không nằm trong cái hồ nước đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái viên ngọc mani nó chiếu xóa, nó sáng chiếu, vì vậy mà nó rọi xuống cái hồ nước đó. Và nhiều người lầm tưởng rằng viên ngọc mani nằm ở dưới nước, nằm trong hồ nước.
Nhưng mà thật ra là gì? Không nằm ở hồ nước mà chỉ là cái bóng thôi. Mahodara ga ai lu san tat mu lou pi do kha cha do ye de ma ye ri le thauk sia ma lu do bu a ra ne tu a phi ko lan pi do pyo ba de a phi than ben tet jwan ne yauk cha te yauk be chano ko pu pi ba lu a lu pyo lai ba de. Và khi mà thấy được rằng vị thái tử Mahosada thấy được rằng viên ngọc Mani này có thật, thật sự có viên ngọc Mani, nhưng mà viên ngọc Mani đó không nằm ở hồ nước, và bên cạnh cái hồ nước đó có một cái cây thốt nốt rất là cao, cây thốt nốt rất là cao, và thái tử nhận biết rằng viên ngọc Mani sẽ nằm trên cây thốt nốt đó. Và cuối cùng vì vì thái tử Mahosada đó trở về gặp đức vua và bảo đức vua rằng hãy cho con xin một cái người, là cái người thích, cái người chuyên về trèo trèo cây đó, rất là chuyên nghiệp, thì con cần một người đó. Thì đức vua ban lệnh tìm một người đó để cho thái tử Mahosada. Eri Mahodara ga eri tham tẹt tham giọt là để khả má chỉ cần bị mà bỏ nề để tham bèn bỏ cả chỉ cần nghe đại thế cả thì paramya luôn xin nề bà để nghe cả tu cả anh đi vào paramya gu à ta luôn mặc lo cái chỉ là bị đó tu đại thế mà chịu ra làm sao bà để ấy thì đại thế cả nề bị đó chỉ cần thế gu ai dạy cha nề làm sao bà để ấy thì ai dạy cha nề để paramya gu thì tham bèn đẻ đẻ lu gu chịu khai bị đó mà bây giờ mình giác gu sát đà lại bà để. Và thái tử với cái trí tuệ thông minh của mình, và thái tử và nhận biết rằng viên ngọc này không nằm ở hồ nước mà nó nằm ở trên cây thốt nốt, và thái tử bảo một cái người leo trèo chuyên nghiệp đó và trèo lên cây thốt nốt và thấy được cái viên ngọc Mani rất là đỏ, rất là chói sáng. Tại sao mà viên ngọc Mani đó nằm trên cây thốt nốt? Bởi vì trên cây thốt nốt đó có một cái ổ chim, một cái con quạ, ổ quạ nó đang sinh sống. Thì cái con quạ này là sao? Là nó tưởng đó là thức ăn, nó đi đâu không biết mà nó gặp thấy viên ngọc Mani đó, tưởng thức ăn và nó gấp về, nó đem về tổ. Thì khi nó đem về tổ thì nó cái tổ đó nó nằm ở trên cây thốt nốt ấy, và dưới cây thốt nốt là gì? Là hồ nước. Vì vậy khi ánh sáng, vì viên ngọc Mani rất là sáng chói, chỉ cần có ánh sáng thôi thì cái viên ngọc đó nó sẽ chiếu sáng, nó sẽ chiếu xuống hồ nước và nó có cái bóng. Và nhiều người lầm tưởng rằng cái bóng đó là gì? Là viên ngọc Mani nằm ở hồ. Nhưng mà thực chất là gì? Nó nằm ở trên cây thốt nốt, bởi vì đó là cái bóng của cái viên ngọc Mani. Đó là điểm đặc biệt như vậy. Và cuối cùng thái tử lấy được cái viên ngọc Mani đó trên cây thốt nốt nhờ cái trí tuệ của ngài. Đi lù bà về đi tây áo lâu chả để khám má đi âm mang được cái phần nhà xí đấy. Nhi ya gu ti phu lu de lu be te ya ha ape li ba ga le lu si de pi do neiban gu le myam ma pyu si de ai di lu myu ape be di lu phu neiban gu myam ma pyu nai phu ya atwe di vipattana nyan gu ni man lam ma a thauk cha ya ma phit ba de. Thì từ cái câu chuyện đó, bởi vì Đức Bồ Tát là người có trí tuệ và ngài tìm ra được cái nguyên gốc, cái nguyên nhân, cái viên ngọc Mani nằm ở đâu, và cuối cùng đến đúng cái điểm đó để nhận được cái, lấy được cái viên ngọc Mani mà không cần phải tốn sức, bởi vì gì? Có cái sự trí tuệ, cái sự hiểu biết mà làm được cái việc đó. Thì cũng như vậy, cũng tương tự từ cái câu chuyện đó, khi chúng ta là một hành giả tu tập thiền Vipassana, để chúng ta thoát khỏi bốn đường ác đạo, để chúng ta đạt được niết bàn, thì chúng ta phải chọn đúng cái phương pháp, đúng cái cách tu, thì chúng ta mới đạt được cái sự thành tựu niết bàn và thoát ra bốn cõi, bốn đường ác đạo. Thì từ cái câu chuyện viên ngọc Mani đó, nếu mà chúng ta không tìm kiếm được cái nguyên nhân, cái nguyên gốc rõ ràng thì sao? Thì chúng ta không bao giờ lấy được viên ngọc Mani. Khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp phù hợp, cái cách thức đúng đắn, có trí tuệ, có hiểu biết, thì chúng ta mà lấy được cái viên ngọc Mani đó. Thì cũng giống như vậy, để chúng ta tu tập, để chúng ta đạt được niết bàn, để chúng ta không rơi vào bốn đường ác đạo, thì chúng ta phải có một cái phương pháp tu tập phù hợp, trí tuệ. Ở đây đó khu nàng đa giá mà vui bắt tình là sư vô ngũ bà mẹ.
Thì cái phương pháp tu tập đó chính là gì? Chính là Vipassana. Và vậy Ngài nói rằng lúc nãy Ngài chia sẻ chúng ta về Nama, về danh pháp. Danh pháp chính là gì? Chính là tâm của chúng ta đó. Vậy làm như thế nào để tu tập thiền Vipassana đối với danh pháp? Nandayama Vipassana Su Yen Adhika Ga Sigma Thèn La Rê Ayon Go Vipassana Su Ma Vipassana Phết Ba Rê. Thì Ngài nói rằng đối với danh pháp chính là tâm của chúng ta đó. Vậy đối với tâm của chúng ta làm như thế nào để chúng ta thiết lập cái sự tu tập Vipassana, thiết lập cái sự chánh niệm? Thì Ngài nói rằng ở nơi tâm mà chúng ta xuất hiện những cái đối tượng sanh khởi ở tâm. Những cái đối tượng sanh khởi ở tâm chính là gì? Chính là cái đề mục để chúng ta thiết lập cái sự tu tập Vipassana, thiết lập cái đời sống chánh niệm. Biện pháp mà xí đệ a ya ri ne vipassana shu lo ma ya bu. Cô ye sik the ma thian la de a yong đi go be vipassana shu de shu lo ya de so da go. Đô ra dharma đi ti ti ja ja. Thì Ngài nói rằng chúng ta cần phải nhận biết rằng tất cả những cái đối tượng, những cái tầng cảnh bên ngoài không phải là cái đề mục để chúng ta thiết lập tu tập. Nó chúng ta không thể tu tập với những cái cảnh trần bên ngoài, mà Ngài nói rằng là gì? Chúng ta tu tập là đối với những cái đối tượng nó xuất hiện ở tâm đó, thì đó chính là gì? Chính là cái đề mục để chúng ta thiết lập cái sự tu tập chánh niệm Vipassana. Những cái đối tượng nó xuất hiện ở tâm của chúng ta thì đó chính là gì? Chính là cái đối tượng để tu tập. Upama takhu pyo ya yin ame ne patat pi do vipassana shu da go prathama u song pyo pya ba me ame ya ame a ko ye ame a ma ma se ho la ya ko ye ame ne patat pi do vipassana shu bon le go pyo pya ba me. Cô ấy à mì gà, em mà xin nè đấy, khám à mì gù chỉ bi đó, ô à mì gà, bao gồm mà hậu tara hòa mà hậu, à mì gà mà mía bù lo, quý bá đàn à siêu mẹ soi nhé, quý bá đàn à mà xếp bà bù, bé lô mà quý bá đàn à xếp lê số đó, cô ấy xếp thêm mà, thèn là đấy, à mì số đấy, à dễ xí bà đấy, cô ấy xếp thêm mà thèn là đó ha, à mì à xếp mà bù. A jake chất bát. A đi cố sạch thêm mặt chân lạ đấy, a mi a jake. A jake go. A jake bê. Bogu maho bù. Tarawa maho bù. Sạch thêm mặt chân lạ đấy, a jake bê chất đấy. Bi yên. Biang biao dọa đấy, a ya bê chất đấy. So yên. A lu bua mia yên. We bắt đầu nắp chất bát. Thì Ngài nói rằng ngày dạy chúng ta cái cách tu tập như lúc nãy Ngài chia sẻ là gì? Cái đối tượng bên ngoài không quan trọng, mà cái gì là quan trọng? Cái những đối tượng xuất hiện ở tâm chính là cái đề mục để chúng ta tu tập chánh niệm Vipassana. Thì Ngài đưa ra ví dụ giống như là một người mẹ, đúng không? Ví dụ mẹ của mình đi. Mẹ của mình, chúng ta không thể rằng mẹ của mình là gì? Là không phải là một chúng sanh. Mẹ của mình chỉ là danh pháp sắc pháp. Mẹ của mình là gì? Thì khi mình nhận thức như vậy mình tu tập không được, bởi vì đối tượng bên ngoài không thể là chúng ta tu tập thì Vipassana được. Mà Ngài nói rằng là gì? Ví dụ mẹ của mình, đúng không, xuất hiện ở trong tâm của mình, là đối tượng xuất hiện trong tâm mình. Mẹ của mình, hình ảnh của người mẹ của mình, tự nhiên mình ngồi như vậy, hình ảnh của người mẹ mình xuất hiện ở trong tâm của mình, người mẹ mình đi tới đi lui, thì lúc đó mình nhận thức rằng đây là cái đối tượng để tu tập. Người mẹ này chỉ là hình ảnh thôi, chỉ là danh pháp sắc pháp thôi, có bản chất sanh lên và diệt đi, thì nó đang xuất hiện trong tâm, thì đó chính là gì? Chính là cái đối tượng để chúng ta tu tập, chứ không phải là cảnh bên ngoài. Chúng ta không thấy người mẹ của mình, mẹ mình đang như vậy, mẹ mình là gì? Là một, không phải là chúng sanh, là một người là có bản chất sanh lên và diệt đi, không được. Thì chúng ta không thể tu tập thì Vipassana theo kiểu như vậy được, mà chúng ta cần phải gì? Những cái đối tượng xuất hiện ở tâm, ví dụ hình ảnh người mẹ của mình xuất hiện ở tâm, mình thiết lập cái sự chánh niệm, mình thấy được cái sự sanh lên và diệt đi của đối tượng đó, thì chính là gì? Chính là cái đề mục tu tập. Eddie a mega, Eddie sạch hem ma bora de a jake so de a jake gave d gogo, we patananya, nipido, nebango, nyamba, you be nang de loo. Eddie sạch hem ma bora de a jake gave naye jazzi bade, a bay jazzi bade, Bolivia, a me sạch hem ma bora de a jake, mama, kunaga a jake gave, go, a bay jazzi de.
ai là lì lại xong giờ bà mẹ cô bây giờ giờ cô ấy ở Mỹ cả khu nào cũng bắt đầu làm xích đấy mà xích đấy xóa biển ba cái ở Mỹ mà xích bu cô xích thế mà bỏ lại đấy ở Mỹ à xu đấy cho là quý bạn đang làm xu đấy xóa quý bạn đang làm xích đấy đấy quý bạn đang làm xích đấy phải luôn đấy ở đây cô xích thế mà ở dịch bỏ lại mà la ở đây ở dịch bỏ lại là cô tu gom mà bu giao cha mà bu mấy làm mà bu ở đây ở xích mà bu lì xích thế mà xóa ở xích mà bu lì ở xích mà bu ở du đi về ở dịch về bộ bi nhập chọn vào đấy nhà về sổ đá quý bà ta nạp xích đây à thì nói vậy thì nghe nói rằng ví dụ cái hình ảnh của người mẹ của mình là cái dục cất cảnh cái câu người bên ngoài thì chúng ta không thể tu tập được, mà những cái hình ảnh xuất hiện ở tâm của chúng ta là những cái đối tượng chúng ta có thể thiết lập chánh niệm để chúng ta đạt được thánh đạo thánh quả nhờ cái sự tu tập. Ví dụ người mẹ của mình, ví dụ mẹ của mình hay gần mình ở nhà đó mà mình hay gặp mẹ của mình, thì nghe nói rằng ví dụ mình gặp mẹ của mình thì mẹ mình hình ảnh thì mình không thể tu tập, mình thấy bả rồi mình nghĩ rằng bả là đối tượng sanh lây và diệt đi, bả là không phải là chúng sanh kia nọ, là danh phá sắc phá, thì chúng ta không thể đắc đạo quả được. Nhưng mà cái hình ảnh nó xuất hiện ở tâm á, cái đối tượng xuất hiện ở tâm á chính là cái đề mục để chúng ta tu tập. Thì nghe rằng ví dụ hình ảnh của người mẹ mình xuất hiện ở trong tâm của mình thì mình có thể thiết lập cái sự chánh niệm, bởi vì hình ảnh xuất hiện ở tâm mình gì là nó không thật, nó không phải là mẹ, người mẹ thật, mà chỉ là một hình ảnh, một đối tượng thôi. Thì đó, thì chúng ta nó xuất hiện ở tâm, nó chính là đối tượng, chúng ta thiết lập cái sự chánh niệm, chúng ta quán cái sự sanh lên và diệt đi, sự vô thường của vô ngã, thì chúng ta có thể chứng đắc thánh đạo thánh quả. Sẽ thế mà bỏ là thế ấy dễ hà amì nhà ba cái amì cả ngày em chả này bú cô ở bên em chả gì này bú. Tại vì mấy lúc sẽ thế mà bỏ là thế dễ cả ngày em chả gì này đấy, ở bên chả gì này nào biết giờ bà mẹ bên lúc lấy số đó cô gái quen nông khả ni mà cô ấy sẽ thế mà amì dễ bỏ là thế ấy đi amì dễ cô xuôi lan đi đó là tu gom hợp bu ngà gom hợp bu luôn mà đi bên này à mẹ anh đi nè xuôi làm đi đó đi sông vai nhá, ấy đi à xuôi đi ra chỗ bắt đạp xe bà đấy. Thì nghe nói rằng cái hình ảnh của người mẹ xuất hiện ở trong tâm của chúng ta, nếu mà chúng ta sử dụng đó là đối tượng để tu tập á, thì chúng ta có thể, nếu mà chúng ta tu tập để chúng ta thấy ra bản chất sanh lên và diệt đi, đó là đối tượng chính là danh pháp và sắc pháp, là vô thường của vô ngã, thì chúng ta có thể chứng đắc thánh đạo thánh quả. Và ngài nói rằng cũng là cái đối tượng xuất hiện ở tâm đó, ví dụ như người mẹ xuất hiện ở tâm chúng ta cũng có thể đưa chúng ta rời bốn đường ác đạo. Ví dụ lúc mà chúng ta cần tư nghiệp, đúng không, chúng ta thấy hình ảnh người mẹ xuất hiện ở trong tâm của mình, thì khi mình thấy hình ảnh người mẹ như vậy thì mình sinh cái lòng luyến ái, cái lòng nhớ nhung, cái tâm luyến ái nhớ nhung như vậy thì sao, thì nó sẽ cho, nếu lúc đó mình cần tư nghiệp thì sao, mình chết, mình có thể tái sanh vào bốn đường ác đạo do cái tâm luyến ái đó. Thì nghĩa rằng những cái đối tượng xuất hiện ở tâm chính là cái cốt lõi quan trọng để chúng ta tu tập, chứ không phải là gì, chứ không phải là cái đối tượng bên ngoài. Ngài nhấn mạnh cái mục đích là vậy, là cái đối tượng bên ngoài không phải là cái đề mục để chúng ta tu tập, mà những cái đối tượng xuất hiện ở tâm chính là cái đề mục để chúng ta tu tập. Ê đó đi chết mà đi khu nà gà phong môn đủ đi bè yà mẹ tâm hữu đi à xa thế mà tâm hữu đi à xa thế mà đế thị sổ ra bà kê đế ấy đi đế thị sổ đế kì lì tà gà bà lê sổ đó sức thế mà thèn là đế dế đế gù tu gong ngà gong thèn đế dọc chá mình mà thèn đế ấy đi thèn lì đá tà gù đế thị lù khó bà đế ấy đi đế thị sức nè cô sẽ thấy thằng nào đó nhà hàng đi vô đông tây nhé, đã à bị chả vào đấy, đã trong một lô, sẽ thấy mà bỏ lại đấy, à dịch đi à giang đi vô, giọt chả mà họ bù mấy mà họ bù, bỏ lại đấy, à dịch web sẽ đấy, bỏ lại đấy, à dịch à giang web sẽ đấy, bị nhé, biết đoán đấy, à giang web sẽ đấy, lô, bao gồm tất cả mọi thứ rồi nhé, để thi cô bè lại vào đấy. Nghe nói rằng trong cái tập đế Samudaya Satcha thì trong đó có cái loại phiền não chính là tà kiến. Tà kiến là gì? Là một cái loại phiền não chấp thủ vào một chúng sanh là tôi của tôi. Ví dụ đúng không? Ví dụ chúng ta gặp rất là nhiều người rồi cuối cùng rồi trong tâm chúng ta xuất hiện những hình ảnh của nhiều người khác, nhiều người thân của chúng ta đi, ví dụ như vậy. Thì những cái hình ảnh đó, đây là người này, đây là người kia, nó xuất hiện ở trong tâm.
và chúng ta nhận thức rằng đây là người này, đây là người kia, thì đó chính là gì? Chính là tà kiến. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì thật ra không có một chúng sanh nào cả. Hình ảnh nó chỉ là một hình ảnh thôi. Nó suy có hiện ở tâm, nó chỉ là đối tượng, chỉ là hình ảnh thôi. Nó vô thường khổ vô ngã, không phải là một chúng sanh nào cả. Nếu mà chúng ta chấp vào đây là một chúng sanh, đây là một thực thể, đây là con người thì sao? Thì đó là tà kiến. Còn nếu mà chúng ta có nhận thức rằng đây không phải là một chúng sanh, đây không phải là một con người nào cả, mà chỉ là sự hiện diện của danh pháp sắc pháp, chỉ là đối tượng có bản chất sanh lên và diệt đi, thì khi mà chúng ta nhận thức như vậy thì sao? Thì chúng ta loại bỏ được những cái tà kiến. Ta cho mô lũ bảo vã má a mê đi biển vã má a mê đi a phê đi lục chú yà mê biểu dụ yà mê sàn sọ yà mê yà hán tăng gà đi sâu yàn lê dù tì yà mê gà rô yà mê sù đà gà biển vã lô gà má phê bà rê cô sích thêm má bò lạ tâm yà gà rô bè lô bò gù miu mê sù bò gù mô hô bù tà rà vã mô hô bù chào cha lên hồ bù mấy mà lên hồ bù xích mà bỏ là để dây bé lụ tì bé à mà sẽ bà đấy. Thì ngài nói rằng ví dụ hàng ngày của chúng ta được thân cận cha mẹ, chúng ta cung dưỡng phụng dưỡng cha mẹ đúng không, hay là chúng ta gặp chư tăng, chúng ta cung kính định lễ lễ bái chư tăng, thì khi mà chúng ta sống ở ngoài đó là những cái đối tượng bên ngoài khi mà chúng ta tiếp cận. Thì khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta không thể lấy những cái đối tượng bên ngoài đó để chúng ta tu tập được. Thì nhưng mà khi mình tiếp xúc với cha mẹ, tiếp xúc với chư tăng ấy thì sao? Thì lúc nó sẽ, thì sao nó sẽ xuất hiện ở trong tâm. Khi mình gặp chư tăng hàng ngày rồi mình gặp mà mình cung kính chư tăng rồi mình nuôi dưỡng cha mẹ, thì khi mà mình tiếp xúc nhiều như vậy tại sao, thì những cái hình ảnh, những con người đó nó xuất hiện ở trong tâm của chúng ta. Nó sẽ xuất hiện ở trong tâm của chúng ta. Nhưng mà ngài nói rằng những cái đối tượng trong đó nó chỉ là cái bóng thôi, chỉ là hình ảnh thôi, chứ không phải là đối tượng, không phải là chúng sanh thật sự. Những cái đối tượng xuất hiện trong tâm của chúng ta là gì? Nó không phải là một chúng sanh, nó chỉ là cái bóng, chỉ là những cái hình ảnh, là những cái đối tượng có bản chất sanh lên và diệt đi, còn vô thường của vô ngã. Đi lu po la re po ku di a yu a jek jong li po ma jo cha mo ho bu mai ma mo ho bu tu mo ho bu nga mo ho bu lo a di lu lẽ lo lại yên, ai ra cả để chiu bề bà đấy, bây giờ chết xe gì mà họ bu, đại gì cả, dịch chuyển bây giờ bắt đầu đấy, nhà về suy yên, ta nà lo bà cô lẽ bề bà đấy. Rồi những cái hình ảnh người thân cha mẹ các sư xuất hiện ở trong tâm của chúng ta, thì chúng ta phải có nhận thức rằng đó không phải là hình ảnh, đó chỉ là gì, đó không phải là một chúng sanh, không phải đàn ông đàn bà người nam người nữ, mà chỉ là gì, cái bóng mà thôi, chỉ là đối tượng mà thôi, có bản chất sanh lên và diệt đi, không phải là một chúng sanh, không phải là một thực thể, một con người nào cả. Vì vậy khi mà những hình ảnh nó xuất hiện như vậy, nếu mà chúng ta quán chiếu như vậy thì sao? Thì chúng ta nếu mà khi mà chúng ta quán chiếu như vậy thì sao? Thì chúng ta sẽ loại bỏ được cái tâm ái luyến. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà ví dụ mình thương cha thương mẹ, thì những cái hình ảnh cha mẹ xuất hiện ở trong tâm của chúng ta, hay là mình quý kính một vị sư nào đó, thì hình ảnh vị sư đó xuất hiện trong tâm của chúng ta, thì khi mà xuất hiện trong tâm như vậy, trong tâm của chúng ta thấy được hình ảnh cha mẹ, thấy được hình ảnh của vị sư đó thì sao? Thì tự nhiên chúng ta nghĩ rằng chúng ta sanh cái tâm luyến ái nhớ nhung, bởi vì chúng ta nghĩ đó là gì, là hình ảnh của một người cha người mẹ, hình ảnh của một vị thầy khả kính. Khi mà chúng ta có cái nhận thức như vậy thì đó chính là gì, tà kiến. Thì khi có cái tâm tà kiến như vậy, nghĩ đó là một chúng sanh, là một thực thể, rồi sẽ sinh cái tâm gì, cái tâm luyến ái, nhớ nhung, yêu thương, thì sinh ra phiền não đó. Nhưng mà khi mà xuất hiện những hình ảnh trong tâm đó, chúng ta nhận thức rằng hình ảnh nó chỉ là hình ảnh mà thôi, chỉ là cái bóng thôi, và chỉ là đối tượng, nó là vô thường của vô ngã, không phải là một chúng sanh, một thực thể nào cả, có bản chất vô thường của vô ngã. Thì khi mà chúng ta có cái nhận thức như vậy thì sao, là chúng ta không rơi vào cái tục đế nữa, mà chúng ta có cái nhận thức chính xác, thì đó chính là gì, chính là chúng ta loại bỏ được cái tà kiến, loại bỏ được tà kiến. Thế đó thì đệ thi sở đệ kỷ lệ tà hả phong phong đồ đồ đùi gu thèn là đệ ai yong gu sử dụng bi đồ bốc gu tờ hòa thèn gì đệ kỷ lệ tà phết đệ ấy kỷ lệ tà về à bể cha gì vậy đấy ta cho mồ lô cô ấy xích thèm mà thèn là đệ miếng hà đệ gu bốc gu anh nè tờ hòa anh nè nga từ đó vào cha mình mà anh nè mà chụp anh nè bông dây thèm bi đồ bịa tòa đệ là bà lá lô bỏ bên nè à bể quê bi đồ nếp bằng gu
nhà mà biểu nền mà đấy ở na u mà là lù 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 âm mô lù lù sô lù sô giang giang tu giang tu bông là giang tu giang tu ga sịch thế mà mà để sôi nhé ô mông để sịch bò mà để u u sôi nhá mông để sịch bò nhá đồ đạp xịt đấy đồ đạp xịt đấy khá chạy nhá đồ đạp gà lép bé à cú đồ xịt bị đồ à bể chả mông để chít để lù cao để chít để mông để mông để ít tài rồi mới xịt gì rồi cùng luôn là sao bà bé phì phì, bố cụ mò bú, tớ là hoa mò bú, giáo cha mò bú, mình mà mò bú, xích thế mà thằng là đấy, à khai cái trăng, à dễ cái giọng bé sẽ để lụt tỷ lệ mà sẽ bà đấy. Đó, thì bây giờ ngài đưa ra một cái ví dụ nữa để chúng ta hiểu sâu sắc hơn. Ví dụ đúng không? Chúng ta trong cuộc sống này chúng ta tiếp xúc rất là nhiều người, là chúng ta gặp cha, gặp mẹ, gặp cả những vị sư khả kính. Bên cạnh đó chúng ta gặp những kẻ thù, những người chúng ta không ưa đúng không? Thì khi mà chúng ta gặp, chúng ta tiếp xúc với những người không ưa, rồi chúng ta tiếp xúc với những người yêu quý mình yêu quý, thì khi mình tiếp xúc họ thì sao? Thì khi mình tiếp xúc với họ xong rồi thì nó cộng khi thì sao? Thì bắt đầu nó sẽ lưu động ở trong tâm của chúng ta, tâm chúng ta bắt đầu xuất hiện những hình ảnh đó. Ví dụ khi mà tâm của chúng ta xuất hiện những hình ảnh cha mẹ, hình ảnh những vị sư khả kính, thì mình sinh cái tâm gì? Sinh cái tâm quý mến, sinh cái tâm yêu quý, luyến tự luyến, nhớ nhung, yêu thích. Nhưng mà khi mình gặp những người kẻ thù, những người mình không ưa, khi những hình ảnh, những người xấu ác, những người mà thuộc về kẻ thù của mình nó xuất hiện ở trong tâm á, thì sao? Thì mình, khi nó xuất hiện trong tâm của mình thì sao? Thì mình sẽ sanh cái tâm gì? Cái tâm bực mình, cái tâm hận thù, cái tâm sân hận. Đó, toàn là làm cho nô lệ, cho tham lam và sân hận. Thì ngài nói cái lý do tại sao mà chúng ta bị ảnh hưởng, bị tham sân chi phối khi mà chúng ta gặp những hình ảnh như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì ngài nói rằng bởi vì chúng ta bị tà kiến. Bởi vì khi những cái hình ảnh nó xuất hiện, hình ảnh của người kẻ thù, hình ảnh của người mình yêu quý, nó xuất hiện như vậy, chúng ta nghĩ rằng à đó là một chúng sanh, à đó là một con người, đó là một thực thể, là một con người, là một cái chúng sanh nào đó, là đàn ông, đàn bà, người nam, người nữ. Mình chấp vào cái nhận thức như vậy, rồi mình sanh cái lòng yêu quý, cái lòng ghét bỏ, từ đó phiền não khổ đau mà ra. Còn đó là do tà kiến. Khi mình có bị cái tà kiến chi phối như vậy thì sao? Thì mình sẽ dễ dàng rơi vào bốn đường ác đạo. Ví dụ mình thấy cái hình ảnh cái người xấu ác đó, mình bực mình sân hận, mình cần tới nghiệp, mình chết, mình đọa. Đó, thì ngài nói rằng để mình không rơi vào những cái tà kiến đó, thì ngài nói rằng chỉ những hình ảnh đó chỉ là hình ảnh mà thôi, chỉ là cái bóng mà thôi, không phải là một chúng sanh thật sự, không phải đàn ông, đàn bà, người nam, người nữ. Nó là đối tượng có bản chất sanh lên và diệt đi, nó có bản chất vô thường của vô ngã. Đó, thì khi mình có cái nhận thức như vậy, mình loại bỏ được tà kiến. Ta cho mồ lỗ phong bông cá nhãn nỉ cái đấy cá piô ra cá piô ra là mà đi gu ở trên mấy chuối tì chăn tay đi cá nếu sợ nỉ đấy ở trên mấy chuối tì này nè tì đó đấy tì mẹ sôi nhé mà con này à bé đi gu dọ quá này nè ấy đi lù dọ quá mẹ ăn đi gu cá quế bé bé phụ ở chỗ đi thằng là tâm nhã bốc cù đi bỏ bốc cù đi bỏ mà ai dùng bé tu con ngã con mà siêu mà hậu bù à chứ khách đang bé sôi đấy đi quý bà tân nào cô phong phong ngã biểu bia nhà chăm sóc bà đấy, ai lu biểu bia đấy khám mà, đồ ra mà ru anh nè lê bé, đi giúp đi nhà cô lê bé, phích sinh được khu bé, bố cô mua bút ra vàng bố lê đi bê ba, cô ấy xem thấy mà chăn là tâm nhã bố cô đi lê đã bố cô đi mua bút, ai dùng đi về đi bê chăm phiền, à chừng mà duy nỉ lê nỉ đáp bà mẹ, tỉ lê tỉ đáp bà đấy. Thì nghe nói rằng lúc chiều mà về chúng ta đúng không? À, khi mà chúng ta chết đúng không? Nếu mà cần tới nghiệp chết, nếu mà tâm chúng ta không an ổn, bị phiền não thì sao? Thì chúng ta rất dễ dàng đọa vào bốn đường ác đạo, đó là điều chắc chắn. Và ngài nói rằng cái lý do tại sao mà chúng ta sa đọa bốn đường ác đạo, bởi vì khi những cái đối tượng xuất hiện ở tâm của chúng ta đó, những cái hình ảnh, những chúng sanh, người thương, người ghét, nó xuất hiện trong tâm của chúng ta rồi chúng ta dính chặt vào đó, chúng ta nghĩ rằng đó là một chúng sanh, đây là ông A bà C, đây là người này, đây là người mình thương, đây là người mình ghét, rồi mình chấp vào những hình ảnh đó. Đó là tà kiến. Rồi khi mình chấp vào những hình ảnh một chúng sanh, rồi người này người kia, rồi mình sanh tâm phiền não, rồi khi mình cận tới nghiệp thì sao? Mình sẽ rất dễ dàng mình sa đọa vào bốn đường ác đạo. Vì vậy ngài nói rằng chúng ta, vì vậy ngài nói rằng liên quan đến tâm, khi mà bất kỳ những cái đối tượng nào xuất hiện ở tâm, chúng ta phải có cái nhận thức gì? Nó không phải là một chúng sanh, nó chỉ là cái bóng mà thôi, nó chỉ là đối tượng mà thôi. Và đối tượng này là gì? Là có bản chất sanh lên và diệt đi. Và đối tượng này là không phải là tôi của tôi. Đối tượng này luôn luôn vô thường, đối tượng này là vô ngã, đối tượng này có bản chất khổ đau. Khi mình quán chiếu như vậy thì sao? Mình không rơi vào cái sự chấp trước, không bị tà kiến nó chi phối.
Vì vậy mà chúng ta sẽ không có thể tu tập đó. Mình có thể tu tập với những đối tượng đó, mình có thể thiết lập cái sự chánh niệm, quán cái sự sanh lên về những cái đối tượng đó, và nhận thức rằng đối tượng đó không phải là chúng sanh, không phải đàn ông đàn bà, người nam người nữ, mà chỉ là bản chất của đối tượng có bản chất sanh lên về diệt đi, vô thường của vô ngã. Ở đó ai lu khu chèn ngã sa bi đó đủ đoạn ba đi ai lu chèn giả và lu. Vì vậy ngài nói rằng khi mà chúng ta có cái hiểu ngày dạy như vậy, nếu mà chúng ta hiểu rồi thì ngài nói rằng hãy cố gắng tu tập với cái nhận thức như vậy, phải tu tập như vậy, nó chỉ là đối tượng bản chất sanh lên về diệt đi. Dạ, thầy. Đó thì bài pháp ngày hôm nay ngài chia sẻ như vậy liên quan đến tâm. Thì bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để hỏi. Thì bây giờ quý vị có thể đặt những câu hỏi với ngài Tâm Tạng, ngài sẽ chia sẻ, ngài sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Dạ, từ một câu hỏi thì giơ tay để ban tổ chức kết nối ạ. Quý vị có thể hỏi nha. Sự thế mà phản tí gì bà à mê đi, suy mưu đi, à cù đi. Ê lục phản tí bí đồ mà sự thế bỏ là để hạ gu tê chá, chú chí bà bố gù lêm hô bà vũ, tà rà lêm hô bà vũ, tà rù quen thay nì đà lêm hô bà vũ. Cô sức thêm mà bỏ nì đế ạ dịch lý đạp chế bà đế. Ê là lý vũ ạ dịch lý ạ dịch bê bố gù mô bú tà rà mô bú lô. Tì bê dùng bà bê. Thì nghe nói rằng chúng ta cần phải tu tập theo cái kiểu là gì? Những cái đối tượng xuất hiện ở tâm mà chúng ta, ví dụ trong đời sống hàng ngày chúng ta gặp cha, gặp mẹ, gặp anh, gặp chị, thì khi chúng ta trải qua những cái cuộc gặp gỡ như vậy thì khi sau thì lúc mà chúng ta ngồi thiền á thì những hình ảnh nó xuất hiện lên. Thì khi mà những hình ảnh xuất hiện như vậy, đối với một người không có tu tập, một người không biết về giáo pháp ấy, thì họ nghĩ rằng đây là cha, đây là mẹ, đây là anh, là chị của tôi đang xuất hiện trong tâm như vậy, nghĩ là như vậy và có cái nhận thức như vậy, và từ đó sinh ra phiền não khổ đau. Vì vậy ngài nói rằng bây giờ chúng ta phải có cái nhận thức rằng những cái bất kỳ cái đối tượng nào xuất hiện ở tâm của chúng ta, nó không phải là một chúng sanh, không phải là người thật, nó chỉ là cái bóng mà thôi, chỉ là đối tượng, và hình ảnh này chỉ là những cái đối tượng có bản chất sanh lây và diệt đi. Chúng ta thiết lập cái sự chánh niệm để quán cái sự sanh lên và diệt đi của những cái đối tượng hình ảnh đó. Nó là vô thường của vô ngã, không phải là tôi của tôi, không phải đàn ông đàn bà, người nam người nữ, không phải một chúng sanh nào cả, chỉ là đối tượng có bản chất sanh lên và diệt. Chúng ta quán cái sự sanh lên và diệt đi, nhận biết nó. Đó thì cái cách tu tập quán tâm như vậy. Thì bây giờ tiếp tục anh Tâm Tính có thể hỏi. Dạ, con xin đảnh lễ ngài Tâm Tạng, con xin đảnh lễ sư Chánh Kiến. Con xin hỏi, khi mà mình quan sát cái thân và tâm á, cái danh pháp sắc pháp á, thì cái vô thường và vô ngã thì con có thể hiểu được, mà cái chỗ mà mình muốn thấy cái thực tính khổ á, của tâm nó thay đổi tại sao nó khổ, hay là cái sắc pháp nó thay đổi tại sao nó khổ, ngài có thể hiểu được. Đa mê đề tu vi bát tần su đề cổ khang đà su đề say su đề hello nè tu na lệ to đề đà về mê lệ say mà lệ phết đà phết đề đốc khát hello bê lô đốc khát mà lệ phía hello mê đề say thế mà ai dùng biếng đề phết đà phết to đề hello phết đà phết đề biếng đề rồi là đốc khát mà đốc khát mà về đốc khát sát chả đốc khát rồi là bê lô đốc khát mà lệ phía tu nam lệ vu ó ê ra gạt đi lô cô ye sinh thế mà ai ya được khu rồi đấy à cha ý nề gì chẳng lẽ mà cô chết để đủ rồi, sinh thêm mà cha ý xí gì chẳng lẽ, à cha ý xí gì đó, không có, nề khăn lúc nào, khăn nào bé, đọc qua ra, ê ra, đâu khác bé, đâu khác, ê, nào video bây giờ, ê ra đâu khác bé, nhớ soạn bây giờ hồi nãy đó, mà mía ra, đâu khác bé, ê là tu nam lều luôn, ê ra bé đâu khác luôn khỏi ra. Qua lưu đăng, a chai pin nỉ dì chân đa, bà chị hu. Qua lưu đăng pin mì đa, hà sang yé chân bè. Anh nói luyện. Thì ngài nói rằng, như anh hỏi rằng, cái lý do tại sao tâm nó sanh lên và diệt đi, nó lại có bản chất khổ đau. Đúng không? Thì ngài nói rằng, ngài đưa ra một ví dụ, cái bản chất tâm của chúng ta là một người phàm phu, chúng ta rất là thích, rất là. Cái gì mà dễ chịu là chúng ta thích, còn cái gì mà gì? Cái gì mà không khó chịu gì, cái khó chịu là sao? Là chúng ta không thích. Ví dụ khi những hình ảnh, ví dụ mình gặp một những người mình thương đi,
Thì khi mình gặp những người mình thương đó, thì lúc mình nhớ nghĩ đến cái người đó, thì lúc nào mình cũng muốn cái hình ảnh người đó xuất hiện ở trong tâm mình liên tục, đúng không? Mình muốn cái hình ảnh những người mình yêu quý, những người tốt đẹp mình nó xuất hiện trong tâm mình liên tục. Nhưng mà nó không thể được, nó phải sanh lên và diệt đi. Vậy khi mà những hình ảnh những người quý mến, những người mình yêu thương, nó luôn xuất hiện trong tâm của mình ấy, thì mình thích, đúng không? Nhưng mà khi nó rời đi thì sao? Nó diệt đi mất thì sao? Thì mình khổ đau đó. Thì người nói rằng những cái đối tượng mình thích thì mình mong muốn rằng nó tồn tại mãi mãi. Nhưng mà thì sao? Bản chất nó không thể tồn tại mãi mãi, nó phải sanh diệt. Vì chính vì vậy mà gọi là gì? Là bản chất sanh lên và diệt đi là khổ. Bởi vì những cái mình muốn nó sẽ không như ý. Đó, là ngài giải thích như vậy. Đó thì nói rằng khi mình mong muốn một cái gì đó, nó luôn tồn tại mãi mãi, và mong muốn nó không diệt đi, nhưng lại nó diệt. Nó bản chất sanh lên và diệt đi, đó là bản chất. Ví dụ khi một người đời nào đó họ không biết đạo, đúng không? Họ muốn cái điều gì đó tốt đẹp, nó tồn tại mãi mãi, nó không muốn diệt đi, nhưng mà sao? Nó mất đi, nó phải diệt, sanh và diệt. Chính vì cái bản chất nó sanh diệt đó, nó không tồn tại như ý của mình đó, thì đó chính là khổ. Dạ rồi, ngày có giảng mà hồi chiều đó, khi mình tu tập Vipassana, mình thấy được cái tập đế á. Dạ thầy, có phải thấy cái tập đế là cái sự tham muốn cái chỗ đó không, hay là như thế nào? Là sao, là thấy được cái sự tham thì tập đế chính là mình tập Vipassana, mình thấy tứ đế. Dạ, ngài có thể nói thêm mình thấy được cái tập đế ở chỗ nào khi mình tập Vipassana? Khu na mình đi nha, sao mình nhân đề sao đề hô lê là nếp bàn giáo đề tít xà lê ba tí mà vợ tít xà lê ba tí đề rồi mắc gà mà lê samudaya xà đà tí đề rồi bê lô tí mà lê vậy mà hô bu tít xà lê ba gu tí đồ mù đề xà gà nhá xà gà tí đà đó gì đó đâu cả, em lùm mồm đâu khác thế sao cũng đi nhà mà, thế mua đi ở thế sao cả, về nhà mà, nó, đi đâu ra thế sao, nên bằng anh nhà mập đi nhà mà, mẹ cả thế sao cả, qua nhà mà, em lùm lì chè, tu ở lâu nay tu, em là em đi tu ở lâu nay tu lâu đã vô, thế sao đi vào đi để lúc khó rồi, ví dụ ngài nói rằng lúc nãy cái chia sẻ rằng thấy ra tứ đế, thì thấy ra tứ đế là như thế nào? Thấy ra tứ đế không phải là kiểu là theo cái định nghĩa như vậy, mà nghe nói rằng thấy ra tứ đế là gì, là mình thấy ra bản chất khổ đau, mình thấy đúng bản chất khổ đau, mình loại bỏ được cái tập đế, mình loại bỏ được những cái ham thích đam mê, mình chấm dứt, mình loại bỏ được những cái tập đế, là loại bỏ cái ham thích đam mê đó, rồi mình thiết lập cái đạo đế để mình tu tập và mình thành tựu được diệt đế, thì đó chính là gọi là thấy tứ đế là như vậy. Con thấy tập đế là gì? Tập đế là đoạn trừ, là loại bỏ tha mái, loại bỏ những cái phiền não như lúc nãy, những nguyên nhân sanh khổ, như nguyên nhân tà là tạo ra đau khổ đó, thì nghĩa rằng là tập đế chính là sự loại bỏ nó, mình tu tập để mình loại bỏ nó, chứ không phải để thấy nó, không phải là thấy nó để loại bỏ nó đó. À, như vậy gọi là thấy được tứ đế là như vậy đó. Con hỏi một câu nữa về cái sách pháp á. Dạ, thì cái sách pháp thì ngài có giảng là nó do thời tiết hay do thức ăn của người mẹ, hoặc là do cái nghiệp của mình đời trước, cái đầu tiên á, là trong bụng mẹ cái giọt máu đầu tiên bong bóng nhỏ sách pháp nó chưa có gì hết á, thì nó có thể do thức ăn, do thời tiết và do cái nghiệp. Như vậy nếu mà ví dụ như một người ở châu Á hay người ở Âu Mỹ thì khi cao lớn hay là tóc vàng gì đó, cái chất đó có phải là do nghiệp không, hay như thế nào mà người ta có hình tướng khác nhau? Nhưng người châu Á đi qua Mỹ thì họ vẫn ăn thức ăn ở Mỹ, nhưng mà tại sao lại là có cái sắc khác nhau, tí là thức ăn và thời tiết giống nhau? Mình nên khu na sa đà hô tha đây về lê ru ba ru ba này dâu này bẹt tệ mẹ mẹ mà nè dâu mẹ nè phoa là để thế mà lê và lê mốc miếu bà nhà nào tô nào mẹ xa nên là tô tên nào tô là để nó lê chị bà nhà xí để nó phoa là để tu mẹ để bà phi lô lê sau đó mà dấu một trù bà bu từ chỗ này ngang lê America này ngang lê nào bài này ngang đấy xe bài này ngang một trù bu dấu một trù bu alo mà bà phi lô lê dạ mẹ về alo mẹ sau đó trù bà về xa tao trù về đà mẹ dấu sau đó một trù bà bu là cả càng chọn càng chọn vậy đó. Thì người đó là do nghiệp mà có cái sự khác biệt âm hòa cho nó đó, thì do nghiệp mà có cái sự khác biệt như vậy.
Con hỏi một câu cuối nữa là cái chỗ mà tục sinh á, khi mà cái đầu tiên mình qua kiến thức mới á, là cái tâm đó là theo diệu pháp là tâm quả đó, nó qua nó tục sinh. Và cái tâm quả ví dụ như quả thiện, mình trở thành người quả thiện hay quả bất thiện á, cái tâm quả nó tục sinh, nó thành một cái người mới. Như vậy cái tâm quả nó qua, nhưng mà nó cũng không phải là mình hay sao, nó vẫn là vô ngã hay sao, ở giữa đời này mình và lẽ bất tí sàn đề vậy, bất tí sàn đề là chô càng ở chô bên mà bố ở chô con đề sau đó và lên là bất tí sàn đề con đề và lẽ ở chô mà con mua rồi đó và lê và đi xem đẹp mà con vu, sau đó càng ở chỗ sau đó ngà mà hâu vu, ngà là mà ngà mà hâu vu là ngà mà hâu vu, bao nhiêu là đấy, tu gạ chua cho mẹ, tu gạ chua cho mẹ, sau đó biểu giảm nó, ông mà nhỉ, con thể bị tàn thì được phụ biểu giảm nó, con thể bị tàn thì cú, sẽ phụ giả đuôi, hả là, tu ye si bộ à mà đi, tu ye si bộ à mà, cú đồ đi lục đông á. A đi nhà này bà đấy, mà a đi nhà này bà đấy, tụi nhà vô xôn lốt đấy, xí lên nà đi bà đấy, mà ai đi hào vô, a lô bà lô khó đấy, a lô bà a đô đà a mô hà đấy, a lô bà sô đà gà xôn lốt đà, mà a đô đà sô đà mít đà, mà a mô hà sô đà gà nhằm đi nhà, nhằm nhằm, nó, ai tôm yêu nhằm nhá bà đấy đủ á, ai càng vô lốt đà, mà tụi lốt đà, cứ tụi lốt đà, ai tôm yêu nhằm nhá bà đấy đủ á, bà đi tàn đi, con hoa đà. Đúng không? Em mà ngà mà bảo. Đúng không? Alo. Thì nghe nói rằng tất nhiên là cái quả của tái sanh đó, cái quả ví dụ cái quả thiện hay là quả bất thiện là làm cái duyên, làm cái tâm để tái sanh là gọi là tâm tái tục đó. Thì nghe nói rằng, thì anh nói rằng có phải tôi hay là của tôi hay không? Cái tâm tái tục đó, cái quả thiện hay là quả bất thiện đó thuộc về tâm tái tục đó, nó có phải là tôi hay là của tôi hay không? Thì nghe rằng không phải tôi là của tôi mà chỉ là tiến trình nhân quả mà thôi. Thì ngài đưa ra một cái ví dụ tại sao gọi là tiến trình nhân và quả. Vì thầy đưa ra một cái ví dụ giống như là cái tâm tái tục bằng thiện đi. Khi một người có được cái tâm tái tục, cái quả tái tục thiện, cái tâm tái tục thiện là do đâu? Là do cái nhân trong quá khứ người đó đã tạo những cái việc lành. Bằng cách là gì? Tạo cái việc lành là bằng cái tâm vô tham, vô sân, vô si. Cái tâm vô tham là gì? Là bằng cái tâm alofa và lê vậy. Alofa và son đó. Cái tâm vô tham chính là gì? Là cái sự bố thí. Rồi cái tâm vô sân là gì? Là tâm từ. Còn cái tâm vô si chính là gì? Là cái trí tuệ. Bằng cái tâm bố thí rộng lượng, cái tâm từ và cái trí tuệ đó, và người đó thực hành cái điều lành. Thì khi người ta thực hành điều lành với tâm vô tham, vô sân, vô si như vậy thì tạo ra cái nhân lành. Thì khi tạo cái nhân lành đó, có trí tuệ như vậy, như vậy thì sao? Thì đủ duyên cận tử nghiệp, nó cho cái quả để gọi là gì? Tái tục. Thì đó chính là gì? Đó là tiến trình nhân và quả, chứ không phải là một cái chúng sanh, một cái thực thể, một cái bản ngã nào cả, tái sanh nào cả, mà chỉ là cái lộ trình tự nhiên nhân và quả. Dạ con chào sư Chánh Kiến. Kính lễ xe đâu thì con rất là vui nhờ sư Chánh Kiến gặp được lại khi hôm nay lại được tham dự khóa thiền của ngày 14. Thì lần trước thì con được ngài hướng dẫn, thì hôm nay giống như một sự trình pháp và còn cái sự hướng dẫn thêm. Tức như là đợt trước thì khi con nói là con thiền thì con cảm thấy là không có thiền nổi, thì khi con đi qua những cái nơi âm u thì có cảm giác là giống như gặp ma rồi, ngủ không có yên, thấy ma rồi này kia. Thì ngài có khuyên con là thôi bây giờ là nên niệm ông Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Ngài khuyên con là mỗi lần rảnh thì cứ thầm niệm là con xin cúng dường thân tâm này tới Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, cứ niệm liên tục như thế. Thì từ cái khóa tiền đợt trước là con làm theo lời ngài dạy thì con thấy là nó rất là hiệu quả. Thì con cảm giác sợ hãi bắt đầu nó bớt đi, không có sợ hãi nữa. Rồi mình cảm thấy mình rất là yên, tại vì mình cũng giống như mình khó cho Phật, cho ân đức của Tam Bảo vậy. Sư hỏi tí là ví dụ anh niệm ân đức Phật như là anh niệm như thế nào? Dạ thì cái đợt đó ngài dạy là
niệm là con xin cúng dường thân tâm này đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng vậy thôi. Thì cúng dường thân tâm đó chưa phải là niệm ăn Đức Phật. Cúng dường thân tâm là chỉ mình tắt ý vậy thôi, mình cúng dường thôi, chứ đâu phải là niệm ăn Đức Phật là kiểu vậy đâu. Dạ, thì con tắt ý vậy đó. Tắt ý là như vậy đó, là cúng dường thân tâm, cái thân thể, thân tâm là để cho Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, là tự nhiên mình không có sợ hãi khi mình gặp những đi qua những cái nơi âm u. Đó. Dạ, con cứ nhẩm vậy liên tục khi con rảnh hay là con đi xe dư chứ. Rồi. Dạ. Thì con cảm thấy rất là yên. Con bây giờ con thấy cái đó pháp đó con thuần thục rồi, thì mong là sẽ đó là dạy con thêm là nó tu tập cái gì tiếp theo. Cái viên trong gá lê sa đọt ra sắc căn thật chiên ba bà đề và tu bà đề sa đọt viên trong gá sa đọt tiền về đề trầm vô si bà đề viên trong gá tu lang bò mà to đề lang bò mà to đề rồi đó âm mồm bà nhà lê thấy lang đề thấy là tay dê rồi bồng sàn xí đề lê là thấy lang đề che tì này bò là đề hay là che tì bò là đề tu mê đề sa đọt trò đồ bê lô lốp mà lê hay là viên trong gá sa đọt mấy thà đề rồi đó bồ đà ne đàm ma tăng ga gồng đò ne bo đề bo đề bồ bo mà lấy sao lấy lu đề cô khang đà ne trời cô trời ví đồ cô khang đà a long khang đà nga ba mẹ sò bà gia ne lu tăng bà ý đàm ma lu tăng bà đi tăng ga lu tăng bà đi là bồng sang chiến sĩ đề rồi đó thấy lang rồi mà béo to đề vậy alo tu am qua là đi biểu giảm alo tu à biểu và để alo tu biểu để tu chiếu phu để alo alo tu à lang vào mà to để cho đấy alo ngà bà lê cái khang đà mà mẹ so về gia mà ta là tông ba lù ba để alo alo xây bẹ xây lang để thay lang để bà nhà rồi mà biểu to để vậy alo ai là hàm nhất soạn nhà để ai lù ô à là pita để mama tất cả cả tộc bây giờ chỉ tất cả cả tộc mama เออบลูออ่ะปีทาเลยสรแล้วจ่อเตสิทธิ์ไถลันเนี่ยสิทธิ์ผิดละได้คําอ่ะงาพญาเยกงโดดิหูญาติอายุปิบะอ่ามาธรรมะหมอกเตย่ากงโดหูอายุปิบะธรรมะหมอกตังฆาเยกงโดหูอายุปิบะอ่ามาเอราสรแล้วไถลันเนี่ยสิทธิ์อ่ะจ่อไว้เลยเนี่ยดาแม้ตู้มามาบ่อหูตู้อ่ะลูเด้ตู้อ่ะลูล่ะโกขังดาลูเด้ลูเด้สุบิ่มแม้พญากูยงจีได้กระดาษยาสรมามามา Thì nghe nói rằng đúng rồi, trong cái bài, trong những cái bài kinh Barita 11, bài kinh Barita thì cũng có một cái phần nói về đến cái điều gì đó, đến khi một người mà hướng tâm niệm ăn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng ấy, thì người đó sẽ tránh được những cái lo âu sợ hãi khi gặp những cái chướng ngại. Đó, thì khi mình gặp một cái gì đó, mình tai ương, gặp cái gì đó, mình sợ hãi, mình niệm ăn Đức Phật, ăn Đức Pháp, Đức Tăng ấy, thì mình sẽ, thì Đức Phật dạy rằng khi mình niệm Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì tự động mình sẽ thoát được cái sợ hãi đó. Nhờ cái năng lực ăn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng đó, nhờ cái tâm nỗ lực của mình tu tập như vậy. Thì cũng có trường hợp của anh là gì, là khi anh đi qua đường anh gặp những cái điều gì đó không như ý, anh sợ, anh nổi da gà rồi anh thấy cái gì đó âm u, anh sợ hãi. Nhưng mà khi anh cúng dường thân tâm này, cúng dường thân ngũ là lên cho Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng ấy, thì đó là gì, đó là bằng cái đức tin, bằng cái đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Vì vậy mà nhờ cái đức tin đó, nhờ cái tâm đó mà anh thoát được sợ hãi, thì đó cũng là một cách, cũng là tốt. Khu lê tu chiến sĩ bì ta ấy là bồng sáng chiến đề khu xe su là khu xe su mẹ xe chiến sĩ này bề lô ni mà lê xa đó tê ô và đó ô và đá bề vào dạ khu tu bề khu lê à yên nó gắt sao đó lộ tiền bê bì bì nó tu chi bì bì lộ con bà đề khu lê thẻ khu thẻ chi về sao bê lộ chi lê vậy nó đã bùng sáng vậy nó đã bùng sáng bố càng tận năng cái sao mi tru ya đấy đi mà đi hà vũ vô lấy vô mà phía vào là anh view bộ mà bố càng tận năng cái sao mi gặp phía đam mà tận năng cái sao mi gặp đây ya tăng ngang tăng sao mà tăng ngang đấy nó hô tu thẻ mi thì thằng nó khu lê đây ya thẻ su mi sao đó bê lộ thẻ su mi lê vậy cái cha bông sàng này, wow là gì? Ô wow đã bê vậy, ô wow đã bê, cầm thang tiền yên, cầm hoa màu hồng vậy, cầm thang tiền bê đẹp vậy, lục thang bê đẹp vậy, cầm thang tiền bê đẹp khá trái khu, cái gì đó khu đi bông sàng, cả đã tiếp bên lý đã con mà đấy, bên lô lê vậy, à khu nào, bà lấy hủ dục, à mà nãy này, thì nói rằng thì lúc nãy ngài chia sư hỏi và chia sẻ như vậy thì ngài giải thích thêm như hồi nãy sư đã nói rồi, thì bây giờ anh hỏi rằng bây giờ anh cần tu tập như thế nào thì ngài hướng dẫn ra sao. Thì nói rằng hồi nãy ngài có chia sẻ với anh các phương pháp tu tập về quán tâm đó, như lúc nãy ngài vừa dạy đó, anh có thể ứng dụng cái phương pháp đó anh để tu tập, anh thể tu tập theo cái nhưng kệ sao tu sao tu sao tu sao kệ là hỏi như
Hi. Mời chị nha. Dạ, con xin đảnh lễ ngày ngày tâm tạng 14 và đảnh lễ sư Thánh Kiến. Dạ, thưa bố, con là Phật tử sơ cơ nên là con xin mạo muội hỏi, nếu có gì mà không đúng thì xin ngài và sư và các bạn và các vị trong tâm này bỏ qua. Tức là con chấp hành con đường mà Đức Phật chỉ ra để thoát khổ là bát chánh đạo. Cái đạo cuối cùng là cái đạo đấy là bát chánh đạo. Mà con thấy bữa giờ thì con tìm hiểu thì con thấy là khi mà tu tập Vipassana thì sẽ đi đến giải thoát. Thì vậy thì nếu chỉ có tu tập Vipassana không thì như theo hiểu biết hạn hẹp của con thì đây nó là cái bốn niệm xứ và chánh niệm ạ. Vậy thì nó là một trong 8 con đường thôi ạ. Vậy còn 7 con đường kia thì mình có cần tu tập không, và tu tập như thế nào? Vậy con đường đó nó đã được lồng ghép vào trong cái chỗ suy hiểu rồi. Đây là chị hỏi ta, đạo đế chính là bát chánh đạo, là con đường tu tập đến đến niết bàn đúng không? Thì trong rồi các vị dạy là chánh niệm thôi, chánh niệm là tu tập về tứ niệm xứ, thì tại sao mình dạy là bát chánh đạo mà tại sao mình chỉ có tu tập chánh niệm thôi, còn 7 cái niệm kia thì làm gì, thì đúng không? Thì chị chưa hiểu cái phần đó rồi. Ok, cái gì cái đề gà má mi thì bây giờ sau đó mắc gas sách cha sau đó ship ba tâm ma đi thì tâm ma thì cái ba rồi bà nhà ship ba vậy nó đà mê lê xây nhà nhà tiền bê để rồi đà quý bết tận là su quý bết tận là su rồi đà sâm ma sát tí về tông để hay là tu thiền để quý bết tận là su để sâm ma sát tí về tông để tật đi cái để cô khang đà nè xây nè quyền đà nè tham mắc hay là lê miêu về đà lê miêu về tật đi nè sai tí về tí rồi đà tật sâm ma tật đi về tông này nâu chàng nè khu nào khu mà bà phi nó lê vậy là tu na nam lê tiêu vậy long bà này vậy nó cầu long bà này nó cầu long bà này tu thiền để rồi lê sâm ma sát tí về bà để nâu khu nào khu mà bà khu lê sao đó hô về bà vậy thì xin mẹ về bà vậy khu lê ship khu bà này vậy quý bà nào xuống để chạy như vậy quý bà nào xuống để chạy mà ngã khu bà này ngã khu bà nã bà lê vậy tam ma đệ thi tam ma tăng cấp ba hợp nã tam ma tăng cấp ba nã bây giờ tam ma đệ thi tam ma tăng cấp ba tam ma hòa sa tam ma vayama tam ma tịnh tam ma đi วิปัตตนาอัธุณีได้คามาดี5คู่อเมียนบ่าเลยนาว3คู่เปียนาว3คู่อ่ะแต่เฉยมาแล้วสรแล้วนี่อัธุณีนี่มาแม่ขึ้นมาล่ะมามาแม่จ๋าว่ะมามาวิปัตตนาญาณนี่มาแม่ญาณเปลี่ยนมาได้คามา6คู่ลงส่งมามามาว้าสุดโหตะไอ้โหลตยาถ่ายได้เฉยจนไปเลยดาๆๆ5ดี5คู่บ่า5คู่บ่าเลยเนาะไอ้โหลตยาถ่ายได้เฉยตีละสินเจเลยเนาะตีละสินตีละสินตีละสินเฉยไม่หอบดีอ่ะตัมมาดิฐิสรากะไอ้เตียอัธุระกรรมตัมมาตติตะคูแท้ไม่หอบสรเอาเปล่าเนาะมาตัมมาดิฐิสรากะอำมัญนะมาอำมัญนะสรากะวิปัตตนาเตียอัธุฌานะสิกกะตัมมาดิฐิเวเลยมาดามานานานตัมมาดิฐิเนาะตะกาตัมมาตังกัปปะมาตัมมาตังกัปปะอตุยก้องน่ะลิมาอตุยก้องน่ะสรวิปัตตนาญาณสรวิปัตตนาอายุงสรลิตัมมาตังกัปปะဖြစ်နေดิมาอตุยก้องน่ะเนาะเนาะตะกาจ้ะรอตัมมาวายามะสรติชาอัธุนี่ล่ะมาเออละตัมมาตติกะส่องฉิดีล่ะมาตัมมาตมะดีกะสิทธิจีล่ะก็ป่าล่ะป่อก็บาเลยนาวโดตองคู่บ่ยานาวสัมมาตัมมาวาสาตัมมาวาตัมมาตัมมาวาสาเนตัมมากัมมันตาเนกัมมาหิวาละตองคู่เบมาเบมาเลยบ่ยาเอ้อล่ะกะแม่จะได้คํามาเลยมามาแม่อุบาบ่ยาวิปัตตนาอ้าถุได้มะล่ะอ้าถุพี่แต่กะจะรอแม่โผนิพพานติล่ะมามาเอ้แม่จะว่าบิสูยังไอ้ตองคู่อ่ะเปลี่ยนป้องล่ะล่ะအဲ့လိုတရားထိုင်တဲ့အချိန်ကတုံခုမပါဘူးနော်မပါဘူးအာတရားထိုင်တဲ့အချိန်ပလဲအမစကားမပါဘူးအဲ့အမစကားတွေမပါဘူးသူကဟိုအာအမမလုံးဘူးအမမလုံးမလုံးဘူးအဲ့ဒါတွေကအလုံးမပါဘူးအလိုလိုတုံခုရပြီအဲ့အလိုလိုတုံခုကပါပြီးသားမဟုတ်မပါဘူးဟိုမက်တမဝါစာတမကမန္တာတမအာဇီဝကလေဒီတရားအားထုတ်တဲ့အထဲမှာသူတို့မပါဘူးလေပြောစရာလည်းမလိုဘူးကြံ့စရာလည်းမလိုဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စီဝါကြီးလည်းမရှာဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကျင့်နေဆဲမှာဝိပဿနာညာမှာတုံးခုမပါဘူးမဟုတ်ရှိပြီးသားမဟုတ်ဘူးမပါဘူးဒါပေမဲ့လို့မက်ကြွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတုံးခုကဝင်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲ
tì cha si wa lo tì la a ni ne a ariya phit twa le eh ariya phit twa la a yi cha wa a yi tong khu wa la ta bi lo do di buddha zen ni ne vipassana bwa ni ne chein ma le ta ge tì la ma phyu de bu ma 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 ho mae cha wa bi soe long wa tì la ma pya daw u a da mae ta ya thai de chein su da tong khu si de ne ne ba ba be mong ko ne ne ba ba ta cho ta cho a lo mong ko di sait the ma ma si ni da bo u ma u ma ba chaung ma si bu lo mo pya ta cho byo de ta ya thai de chein le so da ba le a ku to saka ba ma byo u à cầm bàn ta này ba má mình lâu bảo u nào à chỉ ba ba má mình lâu bù tây gia thái thế chẳng cái luật si bì ta tì ya tì la si bì ta tì la si bì ta tì la si bì ta đã bị mấy luật tây á thâu đây khăm mà cố sinh khăm mà ba ya chăng chăng biểu biểu mà là ba biết lấy số tam ma cầm bàn ta số ra đi tam ma cầm bàn ta số ra cả ở tam ma hóa sa bộ tam ma hóa sa ye ayung si đấy tam ma hóa sa ye ayung cả không ở tam ma hóa sa ye ayung cả ủa đi mà con này sáu đi, sáu này khăm mà, tám mươi sáu phết à? Thì nhà anh thuộc này khăm mà con này sáu cái của anh dùng nhiều nha, mông. Thì à, quý bác đàn anh nhau về anh dùng nhiều nha. Đa trong này tụ mà ba là. Ba tiêu. Tụ anh dùng không đủ. Mà. Cái mẹ sẽ quá bị số nhận đó, tụ cả lâu quá mà chưa lùng này anh này ba là. Mà. Thì ngài nói rằng khi chị thiết lập cái đời sống chánh niệm là có đầy đủ cả bát chánh đạo. Mà đặc biệt là có đầu tiên là trong bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh định. Thì đó là gì? Là tám cái bát chánh đạo đó. Thì trong lúc mà chị thiết lập cái sự tu tập chánh niệm á, chị quán thân thọ tâm pháp Vipassana, tu tập chánh niệm với thân thọ tâm pháp ấy, thì ngay lúc đó có sẵn năm cái bát chánh đạo. Đầu tiên là sẽ có năm cái bát chánh đạo, chứ không phải là chị nghĩ rằng là lúc mình tu tập chánh niệm là chỉ có một cái, là không phải. Thì đầu tiên là nói rằng khi mà chị thiết lập chánh niệm ở thân thọ tâm pháp thì sẽ có năm bát chánh đạo đồng sanh khởi. Thứ nhất là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tại sao gọi như vậy? Thì theo cái từ tiếng Việt của chúng ta dùng cái từ gọi là chánh niệm, đúng không? Đó là cái ngôn ngữ Việt Nam thôi. Nhưng khi mình thiết lập cái sự chánh niệm á thì nó sẽ có ngay năm cái chánh luôn. Vừa có chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì ngài giải thích như thế nào? Tại sao gọi là chánh kiến? Chánh kiến là gì? Là cái thấy đúng đắn, đúng không? Vậy khi mà chị tu tập thiền Vipassana, tại sao chị tu tập thiền Vipassana? Bởi vì chị có được cái thấy đúng đắn nên chị mới tu tập thiền Vipassana. Thì ngay lúc đó là gì? Là có chánh kiến. Khi mình hiểu rằng Vipassana chính là cái phương pháp tu tập để đạt được sự giác ngộ, và mình tinh tấn tu tập thiền Vipassana, thì đó chính là gì? Đó là chánh kiến đó. Thì nghĩa rằng khi mà chị tác ý tâm lành, chị tu tập thiền Vipassana, thì cái nhận thức và chị hướng tâm tu tập thiền Vipassana thì đó chính là chánh kiến. Rồi trong lúc chị tu tập thiền Vipassana, đúng không, thì tất nhiên chị phải có cái chánh tư duy, phải có tư duy đúng đắn, cái nhận thức, cái tư duy đúng đắn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình tu tập mình gặp những cái chướng ngại không đúng, hay là mình phải có những cái tư duy đúng đắn thì mình mới tiếp tục mình phát triển được cái lộ trình tu tập chánh niệm được chứ. Đó, thì khi mình tu tập chánh niệm thì bắt buộc mình phải có chánh kiến, chánh tư duy. Rồi thứ ba là gì? Thì khi mà chị tu tập thì Vipassana, chị phải gì? Phải có cái sự nỗ lực. Thì đó chính là gì? Sự nỗ lực chân chánh, đúng không? Chị cố gắng, chị thiết lập cái sự chánh niệm. Ví dụ khi mà chị phóng tâm, đúng không? Chị hướng tâm để trở về lại cái đối tượng tu tập, thì đó gì? Cũng là tinh tấn. Mình nỗ lực mình tu tập thì đó chính là gì? Là chánh tinh tấn. Rồi khi mình tu tập, mình thiết lập cái sự chánh niệm đối với đối tượng thì đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là giữ cái tâm của mình không rời xa đối tượng, không đánh mất đối tượng, đừng cho cái đối tượng đó nó mất đi. Mình luôn luôn duy trì cái sự chánh niệm đó, có cái sự chăm chú tập trung, có cái sự ghi nhớ cái đối tượng đó liên tục, thì đó chính là gì? Là chánh niệm. Chánh định là gì? Là luôn luôn giữ được cái sự tập trung trên đối tượng, không bị mất đối tượng, thì đó chính là gì? Là chánh định. Vậy khi mình tu tập thiền Vipassana, mình có đầy đủ năm chánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Vậy khi mình chỉ cần mình thiết lập cái sự chánh niệm thì năm cái chánh đó nó đồng thời sanh lên với mình trong lúc mình thiết lập chánh niệm. Nhưng mà ở Việt Nam mình dùng cái từ chánh niệm là mình tưởng là sammasati, không phải. Nó không phải như vậy. Cái từ chánh niệm mình dùng đó là trong cái chánh niệm đó nó có cả năm cái chánh nó cùng đi theo hỗ trợ liên tục để cho mình thiết lập cái sự chánh niệm trên đối tượng thân thọ tâm pháp. Vậy khi một người tu tập chánh niệm, thiết lập cái chánh niệm trên thân thọ tâm pháp, sẽ có năm cái chánh đi cùng, là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là năm cái chánh cùng sanh khởi trong lúc tu tập chánh niệm. Rồi ngài nói tiếp tục, còn ba cái chánh
là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thì nằm ở đâu? Thì nghĩa rằng khi mình ngồi, khi mình tu tập, chứ không mình ngồi như vậy thì tất nhiên nó đã có sẵn rồi. Lúc đó mình đâu có tà ngữ, mình đâu có tà nghiệp, mình đâu có tà mạng đâu, đúng không? Nhưng mà ngài nói vẫn chưa đủ để mình thành tựu được chánh ngữ, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, ba cái chánh ấy, thì mình phải đạt được mắt gắt, phải đạt được thánh đạo. Bởi vì khi mình đạt được thánh đạo ấy thì mình mới hoàn cái giới, mình mới thật sự được trong sạch vẹn toàn. Bởi vì sao? Bởi vì ba cái chánh này, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng là tượng trưng cho giới. Thì để cho cái giới này thật sự trong sạch ấy, thì mình phải tu tập, mình đạt được thánh đạo ấy, thì ba cái chánh này mới viên mãn. Đó, thì người nói rằng trong lúc thì vì vậy mà trong lúc mình thiết lập, mình tu tập thì có đầy đủ tất cả bát chánh đạo là như vậy. À, chị đã hiểu không? Dạ, con hiểu rồi ạ. Con xin chưa ngài và chưa ân sư ạ. Ok, sa thúc. Rồi, chị hỏi. Mời chị Thạch Anh ạ. Chị mở mic lên. Dạ, con xin đảnh lễ nhà Tâm Tạng và sư Chứng Kiến ạ. Con xin hỏi một câu là hãy sư có nói khi mà mình tu mình chánh niệm và chụp ngang ấy, tâm ngang thì, cái hình ảnh của một đối tượng là mình sẽ là một cái đề mục, thì con muốn hỏi là mình sẽ quan sát vào cái hình ảnh đó với cái suy nghĩ là không có phải là hình ảnh thật và nó sanh diệt, hay là mình quan cái tâm ạ? Cái tâm, ví dụ như là cái tâm đó là tâm mình thích họ hay là mình sân hận với họ, thì mình sẽ theo dõi cái hình ảnh hay là mình theo dõi cái tâm ạ? Ok, nào hiểu rồi. Tu mê đề vi ya khu na sa đo tiền bê đề xây su đề a yon ne bo la đề ngà bố gồm mà hầu bu ở giấy bê đà mê tu bio đề xây bo la đề sô đà nè khu phít đề a yon sô đà bo la đề a giấy bo la đề đà mê ai lo ai dây mà su mà la nấu bị đó để xây nè trái đà mà trái đà nè chè nè đà mà chè nè đà bò la đi ai lo bề mà su mà lên vậy nè khu gì để từ khu rồi là trái để từ khu mà từ khu là trái đà bò la đi nó từ khu lấy ai dùng bò la đi ai dốc bò la đi khu nó sợ đặt tiền bây giờ ai dốc nè su lại phía đà phía để ngà mà hâu bu bốc mà hâu bu là su mẹ đà mẹ nấu từ miêu bò la đi trái đà mà trái đà quy định nào bông sang bên hà xuống mà lên vậy nam vô cái đà đi ni mà bà đi luôn mà mình nấp sang thì mà bà làm mà một luôn tu mê đà bên ấy không để trái đà mà trái đà trái đà mà trái đà bồ là để khả mà đi trái đà mà trái đà cụ bồ là để khả mà trái đà mà trái cú sù đà cả trái đà mà trái cú sù đà cả cháu xì lúa bồ là để nhà bà là mà hồ tu mê đã bề hà xuống mà lên vậy nên khu phi to vì vậy nên khu bảo một trong khu bếp bò đẹp như lý mà hồ tu mê để lên giấy bò dòng bò là đi dấu bò là đi dấu bò là đi dấu là phi đặc biệt dấu bù xuống mẹ dấu bù mà xuống bên này ô chạy đà mà chạy đà tam bò hoa đà bò nó tam bò hoa đấy tua dấu bù xuống lại bị xuống chạy đà mà bò rồi bùn gì đà bên mẹ mà hồ bù đi dấu bông giấy mà xuống lại alo sai cả đi, phá rồi chạy đà mà chạy đà đi dọa bì, mà, ta luôn nhà đâu, ai nói chuyện chạy đà mà chạy đà của sủa mà, thì ngài nói rằng khi mà thật ra những cái đối tượng mà xuất hiện ở tâm chỉ là cũng là cũng thuộc về tâm luôn, và cái tâm thích ghét của mình xuất hiện cũng là tâm luôn, thì ngài nói rằng khi mà chị tu tập chị chánh niệm đúng không, chị thiết lập chị chánh niệm, cái phương pháp mà lúc nãy ngài dạy là những cái đối tượng, những hình ảnh nó xuất hiện ở tâm của mình
thì mình chỉ quan sát, chỉ là đối tượng, chỉ là hình ảnh, nó không phải là một chúng sanh, không phải là một thực thể, không phải là đàn ông đàn bà, người nam người nữ, nó là chỉ là đối tượng có bản chất sanh lên và diệt đi, mình thiết lập cái sự chánh niệm với nó. Nhưng mà đối với chị, khi mà chị thiết lập những cái đối tượng nó xuất hiện như vậy, chị thiết lập chánh niệm thì tự nhiên có cái tâm thích ghét nó xuất hiện. Thì nói rằng cái tâm thích ghét này nó đến từ đâu? Nó đến từ cái hình ảnh đó, từ cái hình ảnh cái đối tượng đó mà ra. Vì vậy nói rằng nếu mà khi mà cái đối tượng nó sanh lên như vậy mà có cái tâm thích ghét xuất hiện ấy, thì nói rằng hãy chánh niệm cái tâm thích ghét đó, đừng nên chánh niệm cái đối tượng nữa, cái đối tượng hình ảnh này nữa, mà chuyển qua chánh niệm cái sự thích ghét. Bởi vì sao? Bởi vì cái đối tượng thích ghét này nó đến từ cái hình ảnh đó, từ cái nhân đó mà có cái sự thích ghét. Thì nói rằng hãy thiết lập cái sự chánh niệm để quán cái sự sanh lên và diệt đi của cái tâm thích ghét xuất hiện, đừng nên chánh niệm cái đối tượng nữa. Dạ vâng, con xin tri ân sư ạ. Con có một câu hỏi nữa là con, tại vì con cũng mới bắt đầu tu tập nên là con tập theo dõi cái hơi thở ạ. Thì trong quá trình mà theo dõi thì khi mà con quan sát cái điểm chạm của hơi thở ở mũi thì thật sự là nó khó khăn, vì khi con nó rất là khó nhận biết, tại cái giống như cái tình trạng của con là nó bị lệch rất nhanh á, thành ra là con cảm nhận nó khó. Thì mà theo dõi cố gắng mình quan sát đó thì mình cảm thấy nó căng thẳng này, thì con có thể chuyển sang theo dõi ở cái sự phòng xẹp ở bụng, hoặc là con sẽ chuyển cái đối tượng khác được không ạ? Rồi hiểu rồi. Tu về lẽ đây mà anabana này xuất hiện vậy, anabana xuất hiện là nati bà quá mà mất trí bảo khét đề thi đề thi đi na nati bà quá mà mất xa lúc mất trí mà lúc khét to đề lúc khét to đề tu à nó trần trần đi biong về phong đề bệnh đề biong đề nó trần cha đi biong đề lúc xin bị làm vậy con này nó thế là ổn, ngày đó tốt. Nếu mà chị không có, không tu tập anabana mà không thấy được cái điểm xúc chạm ấy, thì chị có thể thay đổi cái phương pháp, có thể là phòng xẹp ở bụng, hay là những cái phương pháp nào đó chị thấy phù hợp vẫn được. Dạ con xin tri ân. Ngày đó không cả ở đây ai mà lên tinh ni nữa mà xoay nữa thì nó nhiều tinh ni là chẳng hào cũng được. Cái rằng đừng, không nên dính mắc vào một cái phương pháp, hay chọn cái phương pháp nào phù hợp với chúng ta tu tập. Và ngay cả lúc nãy ngày dạy chúng ta cái phương pháp mà lúc nãy ngày dạy cho chị đó, chị có thể tu tập với phương pháp đó. Dạ con xin chân ạ. Dạ mời chị Lê, Lê Phú Thúy ạ. Ủa, giao đề à, tôi thanh thản. Chụp ngang á. Con xin mời những ngài tam tạng người đến, và con xin mời những ngài sư chứng kiến ạ. À, sao tôi sợ? Có một câu hỏi ạ. Con thì con cũng mới sang bên Phật giáo Nguyên Thủy thôi, thì con nghe mọi người nói về cái sân. Thế thì lúc kỳ con cứ sân xong rồi thì con mới nhận ra. Nhưng mà tạo này thì con cũng có nhận ra là con sân, nhưng mà con lại giữ trong lòng. Con không nói ra được, thì như thế là tốt hay là xấu ạ? Dạ, con muốn chị chứng kiến hỏi săn giữ trong lòng là như sao, là chị cái chị là chị săn là chị ghim hay sao, vậy là chị giữ trong lòng là chị không có thiện ra bên ngoài đúng không? Ví dụ khi mình gặp một chuyện gì đó không như ý mình bực mình đúng không? Thường là mình bực bình thường ấy, mình là không mình bực mình là mình sẽ mình nói mình chửi người khác liền, mình đánh mình chửi người ta đúng không, là bình thường như vậy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ không đánh không chửi người ta, mà mình để trong lòng cho nó mất, nó từ gọi là kiềm chế trong lòng rồi đúng không? Là kiểu như vậy phải không? Con thưa ông sư là từ trước đến nay con có sân thì con cũng không bao giờ con chửi con. À, ví dụ thôi. Nhưng mà bây giờ thì nhiều lúc con sân, nhưng mà con cứ giữ ở trong lòng, con biết là con sân nhưng mà con nghĩ là nói ra thì nó lại to chuyện. Nhưng mà có lúc thì cái sân đấy con cũng phải nói ra, bởi vì con nghĩ là nếu không nói ra thì họ không biết được là việc đấy là họ sai, con cũng nói ra, thì con muốn
nhờ sư hỏi tu đà gà ma lê ta ma lê thê ra wa đá nè tí đà ma chà rê vô bia đâu lê tu xây thê mà đô ta bò là đê ở yên đô ta bò là đê lê tu đi đà nê phí đê bia nào khu lê tu tí là tu bia lê đô ta phí bì ta lô tu tí là đê bia đồ ta bị to bị rồi đó tí để phi ra chạy mà tí u khu đồ ta phi là để tu lấy thêm tha để bị lột thêm một lấy rồi đó quý biết tận là thêm hậu lột tu đi trai tha để ngà sạc mà bio lột lột máy vỗ lột lột bị lột lốm lột vậy lột đồ ta này biết tệ vậy quý biết tận là đi này thêm bả lột bị lột thêm nhà mình lấy sủi bò lột nọ đồ đá chết để sủi đá cả bắt tham ăn gì cả đấy mà bắt tham ăn gì cả uzen đồ đạc phết phu ya a yết khan la la sịt ma 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 yết ma kong ma chạy đẻ bục bục ma chạy đẻ dịch xi lu ma ma ai đi a khai ma go ga bục bục mọ bu tra wa mọ bu hla la ai lu suyên đồ đạc u ma xịt sắt bu ma xịt sắt bu ai ma tạ chất thain ya ma ma thain lu ma ya bu đồ đạc thi đong su phết qua bi ma ma phết qua bi suyên ma lu thain ya ma le sở lo le phết qua đẻ đồ đạc go tu ga ô đó là sự làm nhiều ha, đó là sự làm nhiều ha, anh ấy xin đi để hàm hậu bà la, bỏ la bi lo, giọt vào để tập hòa bà la luôn, tuy nhiên, em luôn nhìn để xem chả, nó đi đồ ta ngà mà hậu mà, ở bên má ngà hậu đi, ở bên má gà, đó là gà đi bây giờ là lấy số, cô mà chạy để luôn, mà, na để gì nó, cô mà chạy để luôn, bố cô mà hậu tự làm một nhân sinh nhà mà na để gì nó. Thì nghe nói rằng thường thường là ngày lúc nãy chị nói rằng khi chị bị tâm sân như vậy chị giữ trong lòng, thì nghe nói rằng bây giờ ấy, chị hãy giữ bằng chánh bằng thiền vipassana, chị giữ cái tâm sân đó bằng chánh niệm, bằng cái đời sống thiền vipassana. Thì nghe nói là chứ chị đừng giữ trong lòng theo kiểu như vậy, theo cái kiểu mà không có tu tập. Thì lúc nãy ngày chị chia sẻ là gì, chị giữ cái tâm sân chị để trong lòng bằng cái kiểu không có tu tập. Thì bây giờ nói rằng hãy giữ tâm, giữ cái tâm sân đó bằng cái đời sống tu tập. Có nghĩa là bằng cái đời sống chánh niệm, thiết lập cái đời sống vipassana. Vậy như thế nào là chánh niệm vipassana? Thì người nói rằng nó sẽ có hai cái cách. Thứ nhất là gì? Cái lý do tại sao mình sân? Bởi vì mình gặp những cái đối tượng mình không thích, hay là mình gặp những cái hoàn cảnh không thích, nó xuất hiện trong tâm của mình. Ví dụ khi mình gặp những cái đối tượng không thích, đúng không, thì tự nhiên những hình ảnh đó, những hình ảnh không tốt đó, nó sẽ xuất hiện, cái hình dáng không tốt đẹp đó nó sẽ xuất hiện trong tâm và nó làm cho mình sân. Thì khi mà ngài nói rằng khi mà có những cái hình ảnh, những cái đối tượng xuất hiện trong tâm mà mình không ưa đó, nó xuất hiện trong tâm, thì mình phải có nhận thức rằng những cái hình ảnh đó không phải là một chúng sanh, không phải là đàn ông đàn bà, người nam người nữ nào cả, nó chỉ là cái đối tượng, nó chỉ là cái hình ảnh phù du thôi, nó không phải là người, không phải là chúng sanh. Và mình đừng có nhận diện đó mà là một chúng sanh, là tôi, là của tôi, là tài sản của tôi. Nó không phải là của tôi, nó không phải là đàn ông, đàn bà, người nam, người nữ. Mình phải có cái nhận thức như vậy. Đó, rồi mình thiết lập cái sự chánh niệm, mình nhận biết, mình quán cái sự sanh lên bị diệt đi. Rồi thứ hai là gì? Khi mà cái tâm sân nó sanh khởi như vậy ấy, thì chị phải có cái nhận thức rằng tâm sân này phải là của mình. Và tâm sân này có bản chất vô thường biến đổi. Bởi vì khi cái tâm sân nó sanh lên thì nó phải diệt đi. Nó là bản chất, đúng không? Không có gì là tồn tại mãi mãi cả. Thì ngài nói rằng hãy quán cái sự sanh lên và diệt đi của tâm sân đó. Tâm sân này phải là của tôi, nó có bản chất sanh lên và diệt đi. Rồi những hình ảnh đó xuất hiện trong tâm của chị đó, những cái hình ảnh mà chị bực mình đó, ví dụ cái người đó mình không ưa và mình ghét họ, nó xuất hiện trong tâm, cái hình ảnh cái người mình ghét nó xuất hiện trong tâm của mình đó, thì ngài nói rằng ấy, mình nhận thức rằng cái hình ảnh đó không phải là chúng sanh, không phải là đàn ông đàn bà, người nam người nữ nào cả. Hình ảnh đó chỉ là hình ảnh mà thôi, chỉ là đối tượng, nó là gì, nó không phải là tôi, là của tôi đó. Mình nhận thức như vậy, mình thiết lập cái sự chánh niệm, rồi mình quán cái sự sanh lên và diệt đi của tâm sân đó, thì mình có thể thiết lập cái sự chánh niệm tu tập đối với cái trường hợp khi tâm sân xuất hiện.